Con. Dạ, con tên Maria Nguyễn Thị Tường Vi. Dạ. Tường Vi, còn con? Dạ, con là Giang John Basita Nguyễn Hữu Thế. Rồi, chúng vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, con xin kể ơn Chúa thì còn nhiều lắm, nhưng ơn lớn nhất thì được vợ con có đi làm nhưng mà mang thai mà bị té xe, mà vô bác sĩ thì bác sĩ kêu là bị đứt cái nhau rồi, là mẹ truyền sang con là bằng cái nhau mà đứt rời ra là không có thấy được, và con phải chuyển hai bệnh viện nó cũng nói như vậy luôn. Và cuối cùng bác sĩ kêu con là phải chờ em bé nó mất mới lấy ra được, tại vì em bé còn sống nhưng mà cái nhau nó bị đứt ra rồi không có nuôi được. Là bác sĩ kêu ký giấy cam kết rồi không được kiện, rồi bắt đầu là con cũng chờ luôn. Là 2 ngày xong con nhắn tin cho cha, giờ mẹ con cho số cha, con nhắn tin cho cha và cha đã nhắn trở lời tin nhắn con. Và sang ngày hôm sau bác sĩ vô siêu âm, thì siêu âm lại thì cái nhau non của cái nhau đứt á, nó có một cái cọng nhau non nữa, nó còn dính lại. Và bác sĩ kêu là hãy để coi thử bắt đầu nó tiến triển như thế nào, bà chỉ truyền nước và coi nằm theo dõi thôi chứ không có uống thuốc uống thang gì hết. Và tới giờ em bé con sinh ra được là 4 tháng rưỡi, là 7 kg hơn ạ. Lúc mà vợ của con bị té xe đó là lúc cái thai nó mấy tháng? Dạ là 12 tuần ạ. Là 12 tuần. Và cái nhau thì nó bị đứt. Nhưng xem các bà, mọi người chúng ta cũng biết là đứa bé ở trong bụng của người mẹ nó giống như là chúng ta với Chúa, ta sống nhờ Chúa như thế nào thì đứa bé cái thai nó cũng sống được nhờ cái nhau, mà tất cả khí huyết, tất cả những đồ bổ dưỡng nó truyền qua từ người mẹ truyền cho đứa con. Mà vì cái ống tiếp liệu đó mà nó bị đứt thì đứa bé chỉ có chết thôi, trừ khi mà đi lúc mà sinh ra rồi bà đỡ mới đỡ đứa bé lên và mới làm cái việc là cắt nhau, gọi là cắt nơi chôn nhau, cắt rốn, cắt cái rốn và chôn cái nhau đó, gọi là nơi chôn nhau cắt rốn. Thì lúc đó bà đỡ mới vỗ mông đứa bé bốc một phát, nó mới nó té ra được, tức là nó thở được và lúc đó nó có thể sống được, nó có thể sống được. Còn nếu mà nó không khóc thì nó không sống được, vì nó không còn nhận được mà dưỡng khí cũng như là đồ bổ dưỡng từ người mẹ qua cái ống nhau nữa, đã cắt đi rồi và ra ngoài rồi thì nó phải tự nó sống chứ không thể sống nhờ người mẹ được. Mỗi người anh chị em mình cũng như đứa bé luôn luôn ở trong bụng mẹ, luôn luôn ở trong lòng thương xót của Chúa, ta sống, ta hít, ta thở là nhờ ơn của Chúa, vì Chúa chỉ cần lấy hơi thở đi giống như là cái nhau bị cắt đi thì không thể sống được. Mà hôm nay cái đứa bé đó lạ lùng thay là đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và đứa bé ấy bác sĩ coi lại thì cái nhau đã bị đứt rồi, nhưng mà còn một cái cọng nhỏ nhỏ nối liền vào được, và nhờ cái cọng nhỏ nhỏ đó đứa bé vẫn sống trong bụng mẹ. Và lúc sinh đúng ngày đúng tháng không? Dạ đúng ạ, đúng ngày đúng tháng luôn ạ. Dạ sinh để mổ ạ. Sinh mổ, và lúc sinh được mấy ký? Dạ được 3 ký. 3 ký, con trai hay con gái tên gì? Dạ con gái tên là Maria Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, đây đứa bé bị đứt cây như nhau mà vẫn sống đây trong bụng mẹ đây. Ôi ôi. Ba ký mà bây giờ lên tới 7 ký, đây cho tặng cho vợ chồng chúng con. Con biết vợ con tên thánh là gì không? Dạ biết ạ, Maria. Maria, mà hôm nay là Monica, là bổn mạng bà mẹ công giáo. Con đã được làm mẹ rồi, cho tặng cho con, chúc mừng con, người mẹ công giáo với máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là ông bố móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con.